Hello anh em, hello tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn cách tạo ra mũi tên cho cung nhé. Làm từ tre, điều đầu tiên mình cần làm là gì? Chuồng gà, gặt lông từ nó nhỏ thôi. Bữa giờ mình cắt lông nhiều quá bà già chửi. Hello. Lấy được mớ rồi nha mọi người. Rồi, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mấy bạn làm mũi tên nha mọi người. Mũi tên bằng tre nhé, mũi tên cung bằng tre, làm sao cho nó chuẩn, nó thẳng để bắn được hiệu quả nhất nhé. Thì mình trước tiên các bạn hãy chọn lóng tre, thường thì nó nằm khoảng hai lóng thẳng mà dài như vậy. Mình đây, ví dụ cái ống tre như vậy đó, người thấy không? Hai cái ống tre này nó thẳng và nó dài ha. Đó, sau mình sẽ chẻ ra thì nó được như đây. Cái này nó nằm vào tầm khoảng 70-80 cm mọi người, chiều dài của nó. Rồi sau mình chẻ ra từng cây vuông đều như vậy ha. Sau đó mình sẽ gọt cạnh nhé. Ok, mình bắt đầu làm nhé. Đoạn giao nhau mắt tre này mọi người, ngay chỗ mắt tre này thì mình thường nó sẽ bị bự ra, nó cong cong và nó không thẳng, mọi người nhìn thấy kìa. À, thì mình chịu khó ha, chịu khó mình ngồi mình gọt nó đi, mình gọt cho nó nhỏ đều đi ha, và từ từ cho nó thẳng và nó nhỏ đều với lại cái thân luôn ha. Xử lý cái đoạn này kỹ tí nhé mọi người, bởi vì cái đoạn này mà không xử lý khi mình bắn thì nó sẽ ma sát vào cái thành cung, làm cho hướng bay của mũi tên nó bị lệch cho mọi người.
đầu mình chuốt ra thì nó sẽ không được thẳng đâu mọi người, nhìn này nó hơi vênh thấy không. Bước tiếp theo thì mình sẽ hơi lửa và nắn nó lại ha mọi người. Hồ biến ghê không, màu biến nhanh hơn là ngồi làm mọi người. Sau một khoảng thời gian không rõ là bao lâu thì mình cũng đã hơ và nắn thẳng rồi mọi người, đều ra quá đẹp quá ok. Đó, bảo vệ thì bắt trong cũng khá ok mọi người. Vò được như vậy nè mọi người. Đây ha, cái phần đầu này. Phần đầu này thì mình sẽ gắn vào cái thân mũi tên đó mọi người, thân tên đó nha. Đó. Còn phần này thì mình sẽ cắt cho nó nhọn góc luôn. Bây giờ nó đang bầu vậy ha. Mình cắt cho nó nhọn góc xong rồi mình mài cho nó bén đầu này đi ha. Lại nha mọi người, nhúng nó trên bếp ga, nhúng nó trên bếp ga cho nó đỏ lên, xong rồi mình sẽ nhúng phần mũi vào nước nhé. Rồi có một số cái nó đỏ rồi ha mọi người, mình sẽ nhúng nó vào nhé. Sắt này này, xong bắt đầu mình vẽ lên đây và mình cắt ha, cắt xong mình mài đi rồi mình cho nó vào độ keo dán lại nha.
cho 5,2 nha. Dán lại xong cái mình cho thêm ít mùn cưa cho nó chắc ha. Đó, dán xong nó khô rồi thì bây giờ mình cạo đi ha. Cạo và mình tỉa lại nhé. Phần nào dư dư thì mình tỉa lại. Đó, ví dụ những cái góc mà nó dư dư như vậy này. Đó, mình tỉa cho nó gọn lại ha. Cái nó ôm một cái mũi tên luôn. Rồi, mình hướng dẫn làm phần đuôi tên nữa này. Thì mấy bạn dùng cái cọng dây cung bự như thế nào thì mấy bạn đo cái kích thước của nó vào đây ha. Đây, mình đo vào đây. Để mình lấy cái khoảng rộng của nó để mình cắt làm cái mấu lúc mà mình bắn mình máng vào dây. Đó. Đây là được một cánh này. Mọi người làm ba cánh như vậy cho mình nhé. Để chia đều ba góc của ba cái cánh tên mọi người. Mọi người làm một cái giống vậy ha. Đó. Thấy không? Cái màu đỏ này. Cái đường màu đỏ á, mọi người sẽ giống vào ngay cái khe tên này, cái khe kẹp tên này như vậy. Đó mọi người thấy không? Thì ba cái màu xanh là ba tượng trưng cho ba hướng của cái lông vũ của mọi người. Đó thì mọi người làm như vậy xong, mọi người đưa vào đây mọi người đánh dấu cho nó chuẩn ha. Thank you.
bộ mũi tên của mình cũng đã xong. Đây là thành quả nha mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Thì bộ mũi tên này nếu mà mình cứ để gột về nó dễ bị hư cái phần cánh tên này mọi người. Bây giờ chắc mình sẽ làm một clip hướng dẫn làm cái bao để đựng nó ha. Đó, mình làm được 8 mũi. Đó, rất là ok. Bây giờ đi test. Bây giờ mình đi test mũi tên thử xem nó hiệu quả không nhé. Nhưng mà bữa giờ test bia chán quá. Hôm nay mẹ vắng nhà. Hôm nay mẹ đi công chuyện ha. Chắc mình ra mình test gà đi. Mình kiếm gà mình bắn vào mình nướng luôn ha. Thử xem nó hiệu quả. Chứ bắn bia hoài chán lắm. Ok nhá. Rồi. Mình cầm 2 cây đi. À 3 mũi đi ha. Cầm 3 mũi đi. Tên này cần phải nắm lại xíu nữa mọi người. Để nó để lâu nó lại hơi phanh lại. Nắn lại xíu nha mọi người. Nó thẳng cho mình đi nhé. Rồi, ok. Chiến thôi. Đây, cung đây ha mọi người. Chiến nha. Mình phát hiện ra mục tiêu rồi mọi người. Đây ha. Để mình chỉnh góc. Quay ra, một mình xử lý nó hơn.
hơi khó. Mình sẽ bắn cái con gà trong cái góc kia kìa. Đó, mình sẽ bắn con gà nằm sâu trong đó ha. Chỗ đó nó có hai con lận, nhưng mà mình sẽ bắn một con. Đó, cái con ngồi đó đó, một cục đó, mọi người thấy không? Đang ngóc ngóc đầu. Ok nhá. Bây giờ mình bắn thử con đó nhá. Cung tên mình gáp đây nhé. Rồi, trúng luôn mọi người ơi. Hơi bị chuẩn luôn. Rồi, nó chạy rồi. Đây, 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 đây. Đó, nằm đó. Con gà trống đang tới. Rồi, mình xách máy tới nhé. Tết tên đã thật ấy. Một phát duy nhất nha. Đây. Rồi. Nó chạy rất mũi tên ra nha. Đó. Rồi, vậy là mình test tên nha. Tên khá ok ấy.